Ê, muốn phá chặn tôi hả? Muốn phá cứu nó hả? Coi chừng tôi đó nha. Biết sợ không? Tại sao lại đến đây để đi cứu nó? Hả? Tôi nói cho biết trước nha, lần này là tôi cảnh cáo nha, còn mà bén mảng đến mà phá cái này nữa là chết với tôi đó, nghe chưa? Phá một lần nữa ha, tôi mà bắt được là tôi nhốt luôn đó, tôi không không có tha như lần này đâu nghe. Đi. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đờm Vlog nha nha. Thì quý cô chú anh chị thì ở lần trước đó, khi mà Nguyên Đờm đến, nói chung là đến để xem coi cái quỷ mặt xanh bị mình phong ấn ở gốc cây, xem coi nó như thế nào, có được sự giúp đỡ của vong linh nào khác hay không. Thì một điều đặc biệt, nói chung mình rất là ngạc nhiên. Thì hôm đó mình đến và mình đặt cam vào cái nơi mà mình phong ấn cái vong quỷ xanh, thì khi đó thì mình thấy có một cái vong áo đỏ, nói chung là chắc có lẽ quỷ đến. Mình thấy cái vong nó đến và làm phép để phá cái trận pháp của mình, để cứu cái vong quỷ màu xanh. Nhưng mà cái vong quỷ áo đỏ đó thì không có đủ sức cả nhà, khi mà nó dùng phép thuật nó đánh vào cái vòng pháp thuật của mình thì bị cái vòng pháp thuật nó đẩy ngược lại. Đó. Cho nên là mình thật sự mình cũng khi mà mình về xem video lại rất là yên tâm. Thứ hai nữa là mình không hiểu cái vòng áo đỏ này có liên quan gì đến cái vòng quỷ mặt xanh hay không đó, nhưng mà nó lại đến và nó giúp đỡ cho cái vòng quỷ mặt xanh đó, mình cũng không hiểu luôn. Không biết là giữa hai cái vong này nó có liên quan gì đến nhau hay không. Đó thì hôm nay mình thấy ví dụ như vậy, cho nên hôm nay mình quyết định là mình đảo lại khu vực đó một lần nữa để mình xem coi cái con quỷ áo đỏ này như thế nào. Đó nếu mà nó cứ đến nó phá trận pháp mình hoài thì thời gian lâu ngày nó cũng sẽ bị nó phá vỡ thôi. Đó cho nên hôm nay mình quay lại đây để mình tìm hiểu cái con áo đỏ này, đỏ này sao. Nhưng không được, nếu mà nó cứ phá thì nó phá cái trận pháp hoài thì mình sẽ bắt nó luôn. Nếu bây giờ đã một cái quỷ mặt xanh thôi là mình đã mệt lắm rồi, nhưng mà hôm nay lại gặp thêm một cái quỷ áo đỏ đến để mình phá cái trận pháp hoài để cứu cái quỷ mặt xanh. Ok thì Nguyên Đờm cũng không có nói lòng vòng thôi, bây giờ Đờm cũng xin mời quý cô chú anh chị mình theo Nguyên Đờm tại đằng kia nha, xem cái hôm nay con đồng có thấy được cái vòng quỷ áo đỏ hay không. Ok cả nhà, thì khi nãy thì đồng ở trong cái khu nhà mồ này mình chào đồng cũng mời quý cô chú anh chị mình và tiến lại khu vực mà mình phong ấn quỷ quắt xanh nha. Xa xa có gì đó đó mẹ không lẽ luôn quỷ đó đó mà quý chú anh chị mình có thấy rõ hay không, có một cái bóng dáng đứng ở đó đó nha, đó đó, đó. Mới đi phớt mà
cái vong quỷ áo đỏ này mà nó phá được cái phong ấn của mình là mình nhốt vào quỷ mặt xanh đó ra, cái là hai con mà hợp sức chắc mình chết quá. Cái này mà hai con này mà nó hợp sức với nhau chắc mình mệt biến nó mất tiêu cả nhà, để đứng ngay gò đó mà biến biến mất. Wow, đứng vào bên đó nó lảng vảng ở khu vực này là mình nghĩ chắc có lẽ nó muốn giúp đỡ cứu cái vong quỷ mặt xanh nè, nên nó lảng vảng đây nè. Đây là cái nhà đứng nè, quý chú anh chị thấy không, nhà thấy rõ. Đủ biến đâu, các đâu có tiêu rồi, mới thấy đứng nó biến mất tiêu nữa cả nhà. Thật sự thì cái vong này mình nghĩ chắc có lẽ là nó muốn, nó lẩn quẩn đây, chắc có lẽ nó muốn cứu cái vong quỷ mặt xanh này nè. Nó thấy à, ok cả nhà, bây giờ thì cũng rồi mình xin phép tạm ngưng đi, để mình tìm cái góc nào đó và mình đặt cái cam vào để mình cúng kiến, và hôm nay để mình xem coi cái vong áo quỷ áo đỏ này nó có đến nó phá trận nữa hay không nha cả nhà. Nếu mà nó phá trận nữa mình xuất hiện mình trừng trị nó. Ok cả nhà, thì Nguyên Ròm lại tiếp tục đặt cái gốc cam như thế này. Thì hôm nay thì mình đặt gốc cam hơi khác xíu đó, thì hôm nay mình nói chung là mình rất là sợ, vì cái sợ là sợ cái vong quỷ áo đỏ nó sẽ phá trận pháp của mình để thả cái vong quỷ mặt xanh ra cả nhà. Thì cho nên là mình đến đây một lần nữa để mình xem coi như thế nào. Nếu cái vong quỷ áo đỏ này nó giữ á, lỡ lần trước là nó phá trận được rồi, nhưng mà nó phá lâu lâu ngày nó sẽ phá được. Cho nên là hôm nay mình cũng sẽ đến để mình làm phép cho cái vong quỷ nó hiện lên,
trong quý của chú anh chị mình thấy là nó vẫn còn bị giam tại cái gốc cây này nha cả nhà. Và mình sẽ canh xem coi cái vong quỷ áo đỏ xuất hiện, mình sẽ trực tiếp mình xử lý nó luôn. Sao hôm nay nó đây gì? Quý cô chú anh chị ơi, thì hiện giờ vong quỷ mặt xanh nó đã hiện ra đứng cây gốc cây rồi cả nhà thấy không? Đó. Để mình sẽ nói chuyện với nó xíu nha cả nhà. Xem coi hôm nay cái nó có hiền lành lại hay không. Rồi sao rồi? Bị nhốt ở đây thấy cảm giác làm sao? Có dễ chịu không? Tôi nói rồi, dữ quá cho nên tôi mới nhốt ở đây đó. Sao còn cái vong áo đỏ đó là sao, đồng bọn cái gì? Tôi thấy có một cái quỷ áo đỏ đến đây đi giúp đỡ đúng không? Thôi xá xá cái gì, lúc đầu đâu có sợ tôi đánh tôi te tôi mà xá gì, giờ bị giam bị nhốt mới biết được à. Thì tôi nói rồi, bây giờ á ở đây đi, ở đây đi, chừng nào hiền lành lại tôi thả ra. Còn kêu cái vong quỷ áo đỏ đó đó, coi chừng đó, tôi mà gặp là tôi xử lý luôn cho biết mặt. Dán ở đó đi. Ok quý cô chú anh chị ạ. Thì hiện giờ thì rồi biến à, hiện giờ thì đã biến mất à. Thì cái vòng phong ấn mình, phép thuật của mình đó, thì khi mà có một cái tác động bên ngoài, ví dụ cái vong nào đó đến mà muốn cứu cái con quỷ này, thì nó sẽ bị cái pháp thuật đó đánh đánh ngược lại cả nhà. Đó cho nên là mình chắc yên tâm.
Ê, muốn phá chặn tôi hả? Muốn phá cứu nó hả? Coi chừng tôi đó nha. Biết sợ không? Tại sao lại đến đây để đi cứu nó hả? Tôi nói cho biết trước nha, lần này là tôi cảnh cáo nha, còn mà bén mảng đến mà phá cái này nữa là chết tôi đó, nghe chưa? Phá một lần nữa tôi mà bắt được là tôi nhốt luôn đó, tôi không không có tha như lần này đâu nghe. Đi đi. Ok quý cô chú anh chị ơi, thì hiện giờ cái vong quỷ mặt xanh nó vẫn còn bị nhốt ở đó, nhưng mà có một cái vong khác nó đến, cái vong quỷ áo đỏ nó đến để nó khóa chặn, nó cứu cái quỷ mặt xanh này nè, thì mình mới là đánh cảnh cáo nó rồi, là mình cũng cảnh báo với nó luôn, nếu mà còn mà tái phạm thì mình sẽ bắt nó luôn. Chứ bây giờ mà cứ mình á thì nhốt cái vong lại đây để mình cho nó biết cái cảnh khổ, biết cho nó hiền lành lại, chứ không phải là mình nhốt nó ở đây mà để cho những cái vong khác đến mà cứu nó đó. Ok cả nhà, thì đến đây thì mình cũng rất là yên tâm, vì cái vong áo đỏ này là nó không có đủ cái bản lĩnh để nó phá vỡ cái trận pháp của mình đó, nhưng mà mình cũng cũng vẫn sợ, mình đề phòng, nhưng mà hôm nay mình đã cảnh cáo được nó rồi thì chắc có lẽ nó không dám đến nữa đâu, thì chắc có lẽ đến đây thì Nguyên Đồng cũng xin khép video lại cả nhà. Thì cuối video thì Nguyên Đồng xin chúc toàn thể quý ông bà cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và tràn hạnh phúc nha. Quý cô chú anh chị mình có yêu quý Nguyên Đồng thì quý cô chú anh chị mình hãy đăng ký kênh và bật chuông lên để nhận được những video mới nhất của mình về cái vong quỷ mặt xanh này nha cả nhà. Bye bye cả nhà.